Chờ mơ cồn cọt bà này khá bạn. Nhâm tan mẹ nhâm được chèo u thu bà to thì cà hạt nơi má chà bà đang sầm ra bạn rồi tìm đồ tìm sang ấy thầy mình nắng cái này còn bàn đá sạch mùi đá lại nấy ở miền này sao mà mình không là chôm mai chả lưu ấy nữa người ta cả chôm mai cả sách cứ ở mình không sao đời sao ở miền sài nhà thằng à hay à prey miền sài nhà nó tức lấy ở lên nhảy từ tức lấy ở thằng bạn bộ màu này tù khu tại xây ở miền ấy tổ má đấy mà miền đào xây ở miền ấy mơ đấy này là sạch ô tích đây chôm lớn đấy ở ô thì tại ở miền đỏ chứ ba chẳng chứ ba máu che máu ý thì nam thầu mà có bật điện ắt kính ắt kính để cọt mình nó prai nó tiệt đây là tôi tam cọt cả lô ban mà on san liền mua mà ba đây đi cật đanh man mùi mềm đáy đăng hay tập na bằng phone đó là nè chồng chạy là vụ nấu to tiệt đang đo ná thôi tại mơ mơ rộp mơ mùi pi bay buôn pram và mùi bầm pơ bầm bay bầm buôn đọc đọc mùi đọc pi đọc bay đọc buôn đọc pram đọc bầm mùi mà thầm đọc bầm pơ mà thầm đọc đọc này cho cô mít đọc bầm pơ thân năng hãy ọt mình bắt thân năng nào mùi bạn đó co đúng không khán chụp vô ấy hãy khơi thọt chẳng bóng vô nó thông này để mới chúng đã ru của tôi với anh này mà anh phân chồng cho cơ hơn mẹ lâu từ một tàm cây tàm ai thì tao với mày nhá ba to bị đồ thì càng hai mà đo đồng bàn này ba cứ đồng bàn thẳng mục mình năng ba để xa ắt khơi nhảy sao lỡ chôn mình ấy có tham lên cái chôm bên đây khá chẳng ai nâng ban cái chôm phluốc ban cái đá sạch ấy cái chôm mới khá lỡ mơ lên lên nhé bạn đi cái chôm bên cái đánh mà cầm mắt bơm khơi nhé thì mới khơi ấy chạm đạn chạy chuột bom ôn tu sơn na và to thiết bạn